What's up YouTube, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Nếu đây là lần tiên gặp mình thì mình tên là Jim. Mình làm video về thời trang, đời sống và công nghệ. Đùa đi thôi, hôm nay chúng ta chơi thử tựa game mới của Minecraft nhé. Tựa game có tên là Minecraft Dungeon. Giờ mình sẽ bước vào cái bước gọi là tạo nhân vật nhé. Oh yeah. Với lại mình mua DLC mình có. Không phải đời ấy, mình thì thực ra một người khá đẹp trai. Nhưng mà mình nghĩ đầu trọc nên mình sẽ chọn cái nhân vật này để sát với hình tượng của mình ngoài đời nhất nhá. Ai ủng hộ thì có thể cho mình một like, một subscribe nhá. Oh yeah. Chơi luôn nhá. Chơi ấy đâu. Online thì online. Bây giờ mình mới chơi. Sợ bị ăn hành lắm. The village is burning. Nghe một chút câu chuyện. No doubt this is the work of the evil arch illager and his minions. They sweep across the land like a ravenous scourge, subjugating or destroying all in their path. This is a time for heroes like yourself. Make haste. The villagers have need of you. Rồi, có chuyện khá đơn giản. Thế là một ngôi làng nó bị bọn zombie cướp thôi. Mình sẽ vào vai người hùng cứu tất cả mọi người. Ở ngoài đời thì mình cũng hay làm những việc này mà. Nên là không có gì để gọi là khó khăn trong trò chơi này cả. Ui ơi. Được không? Được quá. Giờ mình thử các nút nữa nhá. Chắc là bây giờ mình có thể chưa chém nữa, với cả cái né thôi. Zoom đi. Game này khá là dễ, nhưng mình có xem trên mạng thì thường thấy người ta nói rằng có thể chơi được 4 người một lúc đấy. À, trước lúc chơi online, có thể rủ bạn bè chơi cùng nhé. Bạn mình thì không biết có thích tựa game này không. Nếu mà bạn nào thích thì comment phía dưới nhé, mình tặng game luôn cho mà chơi cùng mình nhé. Oh yeah, oh yeah. Game khá là dễ. Rồi nó là có cùng. Nó làm cúi. Bắt đầu này. Tựa game này tên là Minecraft, nhưng thực ra mình chơi cũng không có cái phong cách của Minecraft cho lắm. Theo nhà phát triển viên giới thiệu thì như thế. Ta sẽ vào vai nhân vật chính này, đi qua màn các thứ thôi chứ cũng không phải xây dựng gì cả. Chết. Một chú nữa. Cùng là mày bá được. Ui, khó trúng quá. Chết. Holy. Úi giời. À, mình có thể dùng chém để đỡ tên được, chứ không đủ phải nghe đâu. Nghe ở trong này hồi khá lâu. Mở đầu game chắc chúng ta chỉ phải đi theo những game thì cũng chưa có gì khó khăn cả. Bánh mì, tên. Game này vừa ra mắt lúc trưa này nhé. Các bạn có thể mua trên Microsoft Store nhé. Giá rơi khoảng đâu đó khoảng bao nhiêu nhỉ? 11, 12 đô gì đó. À đâu? À, 30 đô chứ. 30, 31 đô gì đó. Ngày xưa mình là học sinh giỏi toán ấy. Nên là làm mình khi biết tính cộng trừ nhân chia đơn giản. Anh nhầm. Ôi, có bot rồi. Ta. Nó ra nó chỉ xuất hiện thì còn có đệ rồi. Tổng sư. Nhưng mà chú, ok.
chọn ngẫu nhiên thôi. Đâu thằng kiếm đi. Để chọn chiêu sao đây. Đọc nhé. Quá đi, cứ thử cái này đi, cái này thì có vẻ đẹp nhất. Tinh tinh. Nghe điểm. Tắt cái map làm sao nhỉ? Xuống. Mình đang tay trên đây, tay cầm Xbox nhé. Mình chơi trên tay cầm Xbox. Mình phải trên chuột bằng phím đó. Cái gì đây? Firework. Hòa. Hầu diệt dùng luôn. Ờ, đâu rồi? Boss là mình, à con quái là mình thử nhé. Con quái mình dùng luôn bây giờ hơi phí. Có dùng được đâu. LT à. Chiu. Khá là mạnh. Bạn phải giữ nó mới bắn được. Úi à. Bắn né, bắn né. Nhảy qua đây cái gì. Úi. Mà mình lại nói là Matter, Icon in You. Chứ không phải Matter như các bạn nghĩ đâu nhé. Quá nghiệp. Nhảy. Úi giời ơi. Ôi ôi. Trò này thực ra không dễ lắm đâu. Mà gặp đông quái nó đánh khá đau đấy. Các bạn xem máu mình còn một chút kìa. Nó chưa đến nơi rồi. Kỹ năng thượng thừa của mình ấy. Khó game over lắm. Chúng ta có nên lộn vào đây xem có cái gì hay không. À may quá, vẫn đi xuống nước được. Tưởng không đi xuống nước được thì hơi phế. Đá có gì. Sao có gì ta? Bình yên cách lạ kỳ. Đồ họa trong game thì mình thấy cũng khá là đẹp. So với trong cái phiên bản Minecraft ngày xưa ấy. Khá là đẹp. Còn Minecraft bây giờ thì khỏi nói rồi. Chạy đây. You're too late to rescue the villagers, but don't fret. They're still out there somewhere waiting for a hero to find them. Okay, baby. Traveling camp. Level 2. Bóp. Cần câu ca. Có thể làm cái này gì? À, tức là nó sẽ cho mình cắm trại cả khu này luôn. Rồi, đây, chọn nhiệm vụ này, mission. Select mission, mission select nhỉ. Thằng này, thằng nhìn độ này chắc là để đánh. Thử chiếu thế. Để lại cái chiêu hôm nay cho các bạn xem nhé. Bá đạo lắm. Ơ, sao vậy? À, phải giữ ích nữa. Boom. Xem xung quanh đây có cái gì không đã. Nhà mình mà mình không biết à. Âm nhạc khá là hay. Biển nhạc khá là du dương. Mình sẽ im lặng một lúc để các bạn nghe nhé.
Hay mình hát theo nhạc nhé. Thôi, ý kiến hơi tồi. Chuyện có đi đâu đây. Thôi làm nhiệm vụ đi. Giữ khách chứ các bạn tắt hết video mình thì hết view mất. Cái này xong rồi nhỉ. Cái này xong rồi. Tiếp cái này đi. Lóc, lóc rồi. Lóc hết cái này đánh cái gì? Coming soon. À, trong đây. Dễ nhất ta. Không được. Cho hơi khó một tí đi. Cho nó thử thách đi. Mình sẽ được những điểm, nhiều điểm kinh nghiệm lắm. By the Arch-Illager's decree, all free folk are now enemies of the Illager Empire. Somewhere in these woods, a caravan is transporting villager prisoners to labor in far-off lands. Find the caravan and stop the Illagers, or there's no telling what dreadful doom will befall our villager friends. Mong là mình không phải trở lại từ đầu. Mình có hơi để đánh giá cao bản thân qua khi chọn mức độ khó hơn tí không? Chịa, 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 chịa. À. Con kia thì nó hơi mạnh xíu. Ui, tăng tốc này. Ăn cái gì vậy ta? Ui dồi ôi. Đông thế kia thì sao giết được. Cái mũi tên nha. Chết đi. Thôi tăng đam nè bạn ạ, giết nhiều sẽ cho tam đam nhá. Ui ui, cho kia là skill nãy mình cộng ram spray. Ui ui, lẽ ra mình nên chọn khó tí nữa mới thấy dễ. Tiền nó khá nhiều. Mình dựa đi. Làm cái táo ăn cho trong nó nguội. Ui ơi. Ui giời ơi. Đánh chúng ạ. Ui. Chạy chạy chạy. Chạy tới tăng đam. Ui khó rồi anh em. Có mỗi mặt. Cái gì vậy? Ui giời. Người cứu binh nhỉ? Đấy con. Chắc là bên này càng về cuối màn sẽ có hơn đấy, chứ không phải là dễ như màn đầu đâu. Chết. Đừng có tìm bắn cung của tao. Bụi đi. Ui. Cái này không biết ăn không nhỉ? Trường cầm nén nó nổ luôn ạ. À. Không giữ được lâu được. Như cái pháo hoa được. Khó chịu quá. Mình né như thần luôn.
Úi xời, level 30. Level 1. Not level. Sao trong game nó không cho mình mấy cái bộ giáp mặc cho nó hoành tráng nhỉ? Đầu hó như thế này thì ngay làm sao? Ui, sao mình đoán được là nó sẽ nổ rồi. Điếc đi. Chưa có khả năng trạng game nào. Tăng tốc. Giờ chơi lại đầu thì mình khóc rồi. Thế đảo như tên siêu trưởng vừa mấy đầu thôi. Yeah. Ui. Đi trong LOL này. Đang này làm đấy. À mình xin giới thiệu nha, trong các bạn có biết tựa game League of Legends không? Mình đang ở rank kim cương ở cái trò đấy nha, nên là các bạn có thấy mình chơi AD 2 trong này cũng đừng ngạc nhiên nhé. Màn này hơi lâu nhỉ. Có lẽ mình sẽ cố gắng hoàn thành nốt màn này xong mình nghỉ thôi. Xem phản hồi các bạn thế nào, mình sẽ chơi tiếp nhé. Khá hấp dẫn chứ không phải chán lắm đâu. Ui đông như thế này thì phải làm sao kiểu lên vậy. What the ngon ngon hình như có kiếm mực. Ném cái này ở đây. Chạy này, đừng có chơi bự thế mày, đừng có chơi bự. Cứ bò cho kiều lên chứ. À, mình có kiếm mới. Giáp sói à? Được. Cần câu quá. Không thể làm gì. Chưa hiểu lắm. Để mình thả nước rằng nó có tác dụng gì nhá. Để làm choáng. Để làm choáng các bạn. Tưởng câu cá không là gì, câu thú. À mình còn leo vấp nữa mà nhỉ, làm tí cho nó sôi động. Còn mà cung đi một cái một tí. Đây tăng đam 20% đam, 20% đam đam gì? Không phải bắn lửa hay cái gì, chả hiểu lắm. Cái này tăng đam bắn thường. Trigger có khả năng sẽ bắn 3 năm mũi tên này một lúc không? Nhưng 20% chả cả nó phải tăng đam. Có cá đây nhá. Anh mình mặc bộ giáp sói này nhìn giống như con chó luôn. Zombie dưới nước luôn ạ. Mày chẳng đi đâu. Giết con nhóm cho mình kịp. Đi nguội đi. Tắt tóc của mình. Kiểu bị choáng nhỉ. Ui né hết rồi. Ui rộng ra.
Màn này lâu nhỉ? Chết, chết. Ơ, cái gì kìa? Quả táo đã. Quả này ngon. Cái mùi sẽ có boss ở đây chẳng. Cái gì kìa? Travel à? Ừ, qua đây xem nào. Ngon ngon. Bánh mì. À, như mình sẽ dùng cái ngọc xanh đấy nâng cấp hay sao nhỉ? Đúng rồi. Đây nâng là bao nhiêu nhỉ? Và nó cần một điểm tím nữa. Úi trời ơi. Úi giời. Chị buồn nó bắt nào sợ nhẹ đi. Chạy. Thôi. Ui. Lại đây. Tớ nhận nó bị là mình bị ấy nhá. Không hẳn bị stun mà bị trói. À, cái gì đây? Kiếm mới. Vậy. Kiếm cũ á. Này, đang à, tăng tốc. Nhưng mà được khá ít. Thời gian hồi chiều hơi lâu mà dùng trong thời gian khá ít. Ôi, phải cứu cái gì à? Chưa kiếm đọc. Ôi xời, đau quá này, khỏe hơn đấy. Chạy! Và... pháo ra đi. Ôi giời, nó đẻ đó. Được rồi. Trời ơi, là thủ tùy kia. Rồi, cứu xong rồi. À, nhiệm vụ mình sẽ cứu 5 dân làng. Ok. Chúng mình cứ đi theo cái mũi tên này. Có đơn giản. Bạn nào, bạn nữ nào muốn mình cứu nhé. Mình cũng không một phía dưới nhé, sang nhà mình cứu luôn. Ui. Level. Get it. Only for you.
chia, chia. I'm too good. Đồng tí được có 2 giây thôi. 2 giây tăng tốc thì trò là cái gì không biết. Cái này phế quá tẹo nữa mà. Có cái khác mình sẽ bỏ đi. Rồi. Chắc ta chúng ta sẽ đang đến với cái những cái khu dây cuối của nhiệm vụ lần này nhá. Để tìm đường ra là được. Đồng thế. Ngoài đông thì chúng ta biết phải làm gì rồi đấy. Kỹ năng thích cơ niệm phòng thủ không ạ? Hơn chặt cái bộ này. Rén rén. No 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 no. Chạy nhanh lên. Chạy nhanh hơn tìm. Giết mấy con cừu này như thế được. Con nào ra. Nãy giờ mình giết nhiều lắm. Chiu, chiu chiu, chiu chiu. Con này nó lại giờ mình lại sẽ nổ này. Đấy biết ngay mà. Sao mẹ. Úi trời ơi. Mất chung. Mình sao ta ra. Ở đây mà gần được một điểm tăng lên. What the heck. Ấn nhầm nút phá rồi. Chán thật. Tăng cái khác này tăng. Bây giờ cần 2 điểm tím rồi. Tăng chiều này khá là lâu. Cho ở đây à? Nó đi. Không có gì. Yes. Villages are free. Victory. All thanks to you. Thôi cảm ơn nhé. Lên được 2 level sau cái màn này. Bắn 199 cái tên. Mình mới chỉ giết được 84%. Quái. Ít nhỉ. Chẳng chẳng. Như là mình đúng là hứa mình thành cái này. À, gọi thú ạ. Hay phết nhỉ. Đi cho tao.
là tên mày là Minh Ngố nha. Minh Ngố ra đây. Thêm cái thợ rèn này. Cái tray 84 tiền cho một cái này. Không, có được, nhưng mà nó là random. Thôi được. Ngon. Tăng 5 đam cũng tên rồi mà. Được. Nhìn cái này thì mình sẵn sàng mình vứt luôn. Rồi dùng hai cái điểm tím kia để cộng cái này cho hợp lý đấy. Cái này chỉ có 2 điểm này thôi. Cộng 50%. Cái này đi. Rồi, hôm nay mình chơi đến nơi thôi nhá. Để dành cho những cái clip sau nữa. Cái này mình thấy khá là cuốn đấy. Nhớ nhá, anh em nào thích chơi cùng mình thì comment phía dưới nhá. Để mình cùng chơi online. Chơi online sẽ vui hơn đấy. Thế nhá. Tạm biệt mọi người. Bye bye.